Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hiện tại bây giờ là Ngọc đang ngồi trên xe để đi tới một cái quán ăn. Mà cái quán này đó là cái quán của bạn Ngọc, học Ngọc Trung rồi hồi cấp 2 mà ở trường Quang Trung ở Việt Nam á. Bữa nay đi qua Cali thì vô tình nó cũng ở đây luôn. Thì tới cái nhà hàng của bạn Ngọc để ăn thử coi như thế nào, rồi bạn bè gặp nhau sau. Ngọc không biết bao nhiêu lâu luôn rồi đó. Bây giờ cũng không nhớ là bao nhiêu lâu nữa. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc và gia đình đi tới cái quán này ăn thử coi sao nha. Hái chị đi. Rồi bây giờ chay đang ngồi rồi mưng mê cái đôi giày mới kìa. Đẹp không? Đôi giày mới đẹp không? Hả? Sao? Con chào cô chú cho mẹ coi coi. Con chào cô chú đi. Nó qua đây là nó ngậm cái ba bà cái suốt luôn. Well, thank you. Cuz you guys are living there. Thì các bạn ơi, thì hiện tại là Ngọc tới cái quán của bạn Ngọc rồi nè. Cái quán này nè, quán ngon Authentic Vietnamese Cuisine. Thì nó nằm ở chỗ ngay cái góc của Garden Road với lại Magnolia. Đây là cái nằm trong đó, một cái góc bên phải á, gần mấy cái hàng này nè. Đó, các bạn nào tới quán á, muốn tới quán ăn thử á, nó nằm ngay trong cái plaza này nè nha. Gần quá luôn á. I'm gonna do this, I just cut their head off. Là tiên bạn của Ngọc à, có gì đâu ngại bữa lên Việt Thảo bây giờ còn ngại nữa. Bạn của Ngọc là học ở trường hồi năm lớp 6 rồi kìa hả? Lâu dữ lắm rồi đó. Bao nhiêu năm rồi? 12 tuổi, bây giờ 26 tuổi rồi. Hai bạn thân thiết lắm luôn á. Rồi giờ ngồi cho bạn. She likes this. Thôi ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ngồi đây được. Nhiều quá xíu mới ra nó luôn á. Đây nè. Đây các bạn, đây là cái menu của quán nè. Độc đáo lắm nha, Ngọc coi trên cái quán này là cái quán của bạn Ngọc là MC Việt Thảo á, là có vô để quay cái quán này rồi. Có mấy cái tập ở trên đó, các bạn lên coi thử. Đó chay nè cô chú, tự nhiên cái ba chay đẩy chay vô cái ghế này ngồi. Ừ, tự nhiên đẩy nhỏ lên ngay lại cái giếng nước ngồi vậy đó. Thôi nha. Đây nè, cách trang trí quán cũng đẹp lắm chú bộ. Đây nè các bạn ơi, thì đây là cái dĩa mì mà chồng Ngọc anh chuẩn bị ăn, là nhìn cái mì dĩa rất là hoành tráng luôn á. Có cái trứng ở trên nữa chứ, nào giờ chưa thấy cái mì nào giống vậy á. À Tiên ra giới thiệu cho Ngọc cái này là cái gì Tiên? Đây là mấy cái ly nước uống của quán ngon nè các bạn. Rồi giới thiệu dùng Ngọc cái ly nước coi. Cái này là đá chanh nè Ngọc, cái loại hoa đậu biếc. Cái này là đá chanh với hoa đậu biếc hả? Butterfly. À, có bướm bay luôn á. Cái màu tự nhiên á. Vậy á hả? Tự nhiên của hoa mình ngâm nó ra vậy. Rồi còn cái này là gì? Cái này là lá dứa mình xay ra nấu với sữa. Này lá dứa xay ra nấu với sữa. Còn này nước cam thì nhìn là biết rồi. Còn cái này là sữa bắp. Rồi còn cái này là nước lạnh phải không? Rồi. Cái này ai đây? Trời ơi, lấy bóng hút nó chơi hết mất tiêu rồi. Để ống hút ra tôi uống. Okay baby, try your food. All right. Reaction. Really good. Yeah. Let's see. Everyone has to do a reaction. Oh wow. Ngon quá. Ngon quá hả? Wayne say ngon bắn nóc. Ừ, chấm hai loại đâu để thử đó, vừa chấm muối tiêu chanh mà vừa chấm really cái gì đó. Spicy. Oh my gosh, I should have done that. Đây nè, còn đây là bún mắm nè. Và rau luôn nè.
sợ kêu đi sao. Còn đây là cái bánh canh kinh ráp. Bánh canh kinh ráp. Qua tô nào tôi thấy bự dễ sợ luôn á. Em lấy cái đũa em coi chị, coi cái đồ vô bên trong nó có cái gì không. Có cá nè. Rồi mực. Ở đâu, là cái mực. Rồi tôm nè. Rồi cà nè. Tôm, gotta keep this away from Jay. Yeah, mực đó. Đơn giản như đang giỡn. Rồi bỏ ra cho ăn. Ê, quên nữa, còn cái khóa nấu này nữa. Rồi hồi nãy cái mẹ của bạn Ngọc á nói là bữa nay có mì Quảng mà mì Quảng rất là ngon luôn. Hồi bữa Ngọc xuống sân bay em Ngọc nó có mua cho Ngọc một cái tô mì Quảng rồi, nhưng mà Ngọc ăn Ngọc không có thích. Thì bữa nay Ngọc ăn cái mì Quảng này thử coi coi sao. It's got short rib in it too. Rồi bây giờ tới em rể ăn nè. Em rể ăn bánh canh ngon quá. Ngon quá. Để bây giờ thử ăn mì Quảng coi sao nha. Oh, thank you. Thank you. Cô chú quần chay là chỉ ăn ống hút. Đó, thấy không? We need a scissor. But the second time we went last year. Em cho chị cái kéo đi. I eat a lot more. Cũng có nè hả? Quay xin làm vậy hả? Vậy hả? Mà nhiều quá. Còn dạ. Tí tí thôi, chút thôi. Dạ. Ha. Trời ơi. So when we go back this year, I'm going to most likely just eat where at every restaurant, whatever they eat. Từ sáng giờ con chưa ăn nên để bụng qua đây ăn đó. Con ớt bị quảng không? John Road. Dạ dạ, cảm ơn em. Cái ớt này là nhà mình làm luôn á. You won't like this one. Mấy con, ăn đi, con muốn mắm nè, con muốn mắm chung với Út nè. To go, no peppers. Hi. Lấy đi. Cái tô mì Quảng này thấy toàn đồ ăn không, ai cũng thấy mì đâu. Mì Quảng này là bắt chinh làm luôn ha. Like every time I go to the market, I ask her to bring back some bang mi kong. Okay. And I eat it as like a baguette to, with every, you know, all the dinner. Mi wang now. Quen gì chưa? Quen gì chưa? Chào ông đi con. Ăn gì không? You see the bone? You see the tooth? Biết thấy rồi. Biết thấy rồi. Tiger too. Oh, man. Dạ được, ngon, em có ngon. Thank you. You're welcome, thank you. Không, mà sư Hoa thấy món này cũng ngon phải không? Hôm qua, lúc ra ngoài á, lúc mà ăn xong á. You've been to Vietnam, right? Cảm ơn Đều Vinh. How many times? Đều Vinh chơi. Just once. We stayed for 3 weeks. Đều Vinh chơi, không có chuyện. Cái chuyện đó, ủa tự nhiên không có chuyện. Tao thấy cảm ơn Vinh chơi, không có chuyện. Ôi. Y như cái máy gì đó. Dặn lên nào. 1, 2, 3. She goes like that. Yeah. Yeah. So yeah, try a piece. Yeah. Yeah. Do you like this one? Yeah. Quá đã, không, mì Quảng ngon á. Yeah, ngon hơn, hồi bữa em mua mì Quảng ở Ngự Bình phải không? Ngự Bình. Ngon hơn Ngự Bình. Ngon hơn Ngự Bình. Kể đứng chơi chứ đâu có gì đâu. Mình xả dao mà. Này có không? Con thiếu tiền. Ừ. Giờ ăn thử cái miếng thịt heo quay của bác Tinh làm. Heo quay đây. Không có chấm gì phải không? Thì mình ăn với mắm me cũng được, khó me đó. À, luôn là nước mắm mà. Ăn không cũng được, không cũng ngon mà ít vừa ăn mắm me. À, này cũng ăn ha. Ủa, ừ, cái vậy còn chiêu không? Cái này cay. Chưa cái máy này. Để đi Ngọc để con. A taste of everything. Thì cái dưới bên này là đem qua quá trời đồ luôn. Cái này là bánh khọt đặc biệt của quán là bánh khọt này được chiên với lại trứng nè, trứng cút nè. Các bạn thấy bên này được bà chủ tiếp đãi nồng hậu không? Bạn 14 năm phải khác chứ. Mấy năm rồi, bắt giật cái trường hợp. Perfect. Wow.
Rồi. I'll be taking the bang meat to go to. The first camera she got, and it ended up being the best one. She got interested in the hype of like new cameras and this and that. I think this one's always the best because like all the American YouTubers use it too. Yeah, and it's real easy. It's real small, compact. You can get it anywhere. You can vlog anywhere. Did the Nine. Can't say very. This place is called Walnut, and you gotta say Walnut. Oh my gosh. Giòn và béo hả? Hồi nãy múc giòn chay phải không? Cái đây là cái chén mà bánh canh King Crab á, bánh canh càng cua, nhưng mà mình chỉ mua càng thôi chứ đừng mua nguyên con. Tại vì King Crab là các bạn phải ăn càng thôi, mua nguyên con không có gì trong đó, hiểu không? Ăn thử cái bánh canh King Crab nè. Cay vậy mà em ăn vô vô nó không cay cả. Cái tô bánh cay. Is there a CVS or Walgreens around here? Yeah. You should try this. It's really good. It's really good. You would like it. Try it. Come on. Yeah. They wouldn't ăn cái này. They wouldn't thích cái này nè. Thì nghĩ vậy. Ồ, bánh căn ngon ghê luôn. John, where did I hit? Oh, right over there. Yeah. And you would like this too. I tried that. Bạn ăn cái bánh khọt với lại bánh khọt trứng cút nè. Đó là phải ăn bỏ vô nguyên miệng chứ mà cắn là chịu thua. Nóng phải không? It's really good, right? John, now what you gonna eat next? À, bây giờ em ghé ăn thịt heo quay. Nghe đồn là em ghé thịt heo quay dữ lắm luôn á. And crunchy. Crunchy, giòn lắm. And good. Mà nãy giờ em ăn chưa? I wonder if there's one in Washington. Rồi nha. What do you mean? Cái bạn Ngọc nói cái ý tưởng đã làm ra cái phá lấu này là tại vì ngày xưa cái nhà nó ở gần quán bán phá lấu. Hai đứa Ngọc cứ chạy xe rồi đi ăn phá lấu rồi vậy đó. Ở ngoài đường, ngoài vỉa hè ha. Nó mặt mình ốm, mình đạp xe chở nó. Yeah, it is. Let's see. Map. Giống gì? Dạ. See what's in the immediate area. Yay. Oh, you know what? H Mart's right there. They have it. Oh yeah, right. That's what walking distance. It's right next to us. Tom. We were gonna, one more coming. We're gonna be oh my gosh, one. Well, yeah, we're gonna be. We're gonna get some rest. We're gonna sleep on those couches and then come back and for dinner eat the rest. Oh, all right. I'll be right back. All right. Do you want me to take Jane? Yeah. Okay. Bye. Quá ngon. Ngon ghê. Biết giờ nãy để trừ bụng nó ra. Okay. Thôi cái quán này là Ngọc đánh giá là quán này số 1 của California. À, cái đó lộn. Ủa nãy chưa ai uống hả? Nước chanh qua đậu biết hả? Thì nó cũng là một cái ly nước chanh bình thường. Nhưng mà cái mùi của nó hơi thơm thơm. Con thử coi. Này là sữa dứa. Thơm dễ sợ luôn á. Còn sữa bắp. Sữa bắp nè. Sữa bắp cũng ngon lắm nè, mấy cái này là nhà tự làm hết luôn á. Wow, đồ ăn quá trời luôn mọi người. Rồi cô chú bây giờ tới chay review nha, uống nước cam xong rồi bây giờ tới uống sữa dứa hả? Sữa dứa. Ê, cái căn giấy. Chùi miệng đó cái tiên. Đó, sao? Sữa này sao? Cái này cha con ngon luôn. Good. Đó, giờ tới sữa bắp, người ta là YouTuber, người ta review mà. Ok, review cho cô nghe. Thật ra thế nào nó cũng được, miệng nó vô. Không có lấy tay chọc vô. Rồi, vậy ta thích cái khác rồi. Thích cái màu xanh. Thích cái màu xanh. Mốt bà con vô kêu cái này không nè.
Cô chú ơi, chay thích màu này nha, cô chú vô nhớ kêu màu này nha. Cái này ngon hơn ạ. Ừ. Tiên hỏi chừng nào. Đây nè các bạn, đây là cái địa chỉ của cái quán ngon của bạn Ngọc nè. Thì sofa tất cả mọi thứ là nãy giờ Ngọc nói với tất cả mọi người là tất cả mọi thứ rất rất là ngon luôn. Thì bạn nào, anh chị cô chú nào ở Cali ghé ăn thử cái quán này nha. Rồi là biết Ngọc nói thiệt, nó nói xạo liền ngay lập tức à. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoi và Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye.